Thưa quý vị, ông bà ta thường có câu bán bà con xa, mua láng giềng gần. Điều đó thể hiện sự kháng khích và mối quan hệ giữa những người láng giềng, giữa bà con lối xóm với nhau. Tuy nhiên, xã hội hiện đại đã làm thay đổi cách sống, cách suy nghĩ của không ít người. Đôi khi chỉ vì những mâu thuẫn, những xích mích nhỏ trong cuộc sống đã gây ảnh hưởng lớn đến tình làng nghĩa xóm, thậm chí dẫn đến không nhìn mặt nhau hay thư kiện ra tòa. Trước khi đến với phần tư vấn của luật sư, mời quý vị theo dõi câu chuyện Ai đúng, ai sai sau đây. Cho chừa cái tật này. Mấy người á, đừng có thấy tôi hiền rồi ăn hiếp hả? Đừng có giỡn mặt cái sáo chua này nha. Hàng xóm láng giềng với nhau, có chuyện gì không phải á thì mình ngồi xuống mà nói chuyện với nhau. Dù gì đi nữa cũng còn tình làng nghĩa xóm chứ cô sao? Bà con á, họ nói với tôi, cho nên tôi tới đây để nói với cô. Để cái bịch lon ở đây cho mấy đứa nhỏ nó lụm về nó bán ve chai. Ủa? Ai vậy? Ai mà không biết giữ gìn vệ sinh vậy? Tại sao lại bỏ rác qua nhà người ta? Sống là phải biết giữ gìn vệ sinh chung. Vậy mà đòi là gia đình văn hóa. Được rồi, dứt rác qua nhà tôi hả? Tôi quét lại cho chừa cái tật này. Mấy người á, đừng có thấy tôi hiền rồi ăn hiếp hả? Đừng có giỡn mặt với sáo chua này nha. Nè cô Sáu, sao cô quét rác qua nhà tôi? Rác thì cô phải hốt chứ, tại sao cô quét qua nhà người khác? Tại ai bỏ rác qua nhà tôi thì tôi quét trở lại thôi chứ có gì đâu. Cô nói ai bỏ rác qua nhà cô? Chị biết mà chị còn hỏi tôi nữa hả? Chẳng lẽ bây giờ tôi lấy rác nhà tôi á, tôi bỏ vô trước nhà mình? Tôi đâu có rảnh mấy cái chuyện đó. Ý là cô nói tôi bỏ rác qua nhà cô hả? Cái đó là chị nghĩ thôi nha, chứ tôi không có nói à nha. Tôi chỉ là bỏ mấy cái lon bia qua bên đó để cho mấy đứa nhỏ nó lụm nó bán ve chai thôi. Chứ tôi đâu có bỏ rác qua cổng nhà cô đâu cô Sáu. Tại tôi nói á, chị mới đưa ra lý do. Đúng là bỏ rác mà không dám nhận. Trời đất, tôi nói với cô rồi, tôi không có bỏ rác qua nhà cô. Tôi chỉ bỏ mấy cái lon bia cho mấy đứa nhỏ nó lụm nó bán ve chai thôi. Mà cô có bắt tận tay tôi không mà cô nói hoài vậy? Cần gì phải bắt tận tay chứ. Sự việc nó rành rành ra đó nè. Bịch rác này chị quăng qua chứ còn ai nữa. Cô Sáu, cô đừng có đổ thừa ẩu nha. Tôi nói là tôi không có làm. Vậy chứ tôi hỏi chị nè, hai nhà đối diện mà trước nhà tôi có bịch rác, không chị thì ai vô đó đây? Không lẽ nó từ trên trời rơi xuống hả? Ủa, chuyện đó sao tôi biết được? Chị không biết á, tôi nói cho chị biết nè. Hàng xóm láng giềng nè, chị sống sao coi được á nghe chị ba. Chuyện này á, phải để tôi nè nói với cô á mới đúng nè. Từ ngày cô xây cái tường rào nè, lấn cái hẻm nè, cô đi nói với là chú Tám á, là tôi á lúc nào cũng khó chịu với cô. Cho nên hả, chuyện gì cô cũng đổ thừa tôi hết á. Cô còn hay là nó cạnh, nó khóe.
hàng xóm láng giềng với nhau. Có chuyện gì không phải á, thì mình ngồi xuống mà nói chuyện với nhau. Dù gì đi nữa cũng còn tình làng nghĩa xóm chứ cô sao. Ủa, chị không biết tình làng nghĩa xóm nữa hả? Biết mà sao chị vẫn đi thưa kiện tôi? Không phải tôi thưa kiện, mà ở đây là tôi chỉ nói phải nói quấy thôi. Thôi thôi, tôi không muốn nghe cái lời phải quấy của chị nữa. Từ bây giờ trở đi nè, tôi không muốn làm hàng xóm láng giềng của chị nữa. Còn nữa này nha, cái dây điện mà chị câu nhờ cho cột điện nhà tôi đó, chị lo chị tháo đi. Tôi không muốn dính dáng tới gia đình chị nữa. Cô cạn tình cạn nghĩa vậy sao cô Sáu? Ai cạn tình với tôi thì cạn nghĩa lại à? Thiệt á, tôi không ngờ cô á. Cái bóng điện này á là nó sáng cả hai gia đình. Mà bây giờ á cô làm như vậy á hả? Bây giờ tôi không gỡ á, rồi cô làm gì tôi? Làm như mình đàng hoàng tốt đẹp lắm vậy á. Tôi nói thiệt á, tôi cũng không thèm làm hàng xóm láng giềng cái kiểu người như vậy đâu. Tốt nhất á là đừng có chọc giận con sói chua này nghe chưa. Cô Sáu ơi, cô Sáu, có nhà không cô Sáu? Ủa, anh Tám, qua kiếm tôi có chuyện gì không anh? Tôi qua đây để gặp cô trao đổi một số chuyện mà. Ủa, có chuyện gì vậy anh? Không có gì đâu. Thôi, vô nhà ngồi uống nước rồi nói chuyện đi anh Tám. Dạ, cũng được chị. Uống miếng nước nè anh Tám. Có chuyện gì không anh Tám? Hay là có ai lên mét hay là thưa kiện gia đình tôi với anh phải không? Không có chuyện đó nha cô. Ủa, vậy là chuyện gì vậy anh? Thì cái chuyện mà cô xây hàng rào lấn hẻm đó mà. Bà con á, họ nói với tôi, cho nên tôi tới đây để nói với cô. Bà con nào nói? Chỉ có bà Ba Tím bà nói thôi. Cái chuyện đó anh không cần giấu, tôi biết hết trơn á. Chỉ có bà là ghen ăn tức ở gia đình tôi, bà mới đi thưa kiện nè. Giờ tôi muốn thưa bả về cái tội quăng rác bừa bãi vô nhà tôi nè. Anh xử lý làm sao? Coi ai đúng ai sai trong cái câu chuyện này. Một câu chuyện rất thú vị phải không thưa quý vị, và không để quý vị chờ đợi lâu, ngay bây giờ thì xin giới thiệu cùng quý vị chuyên gia kết nối hôm nay, luật sư Đỗ Thành Trung, giám đốc điều hành công ty luật UK, đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hoàng Nga xin chào luật sư ạ. Vâng, xin chào MC Hoàng Nga và xin chào quý khán giả xem truyền hình. Thưa luật sư ạ, trong câu chuyện cô Ba Tím và cô Sáu Chua thì rõ ràng là mâu thuẫn của họ là không có lớn, nhưng mà cô Sáu Chua thì dường như là cố chấp nên đã làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hàng xóm tốt đẹp bấy lâu nay. Và không biết là ý kiến của luật sư về câu chuyện này thì như thế nào ạ? Qua câu chuyện vừa rồi ấy, thì tôi thấy là cái vấn đề này xảy ra rất là ở nhiều nơi. Thỉnh thoảng chúng ta có lướt mạng xã hội Facebook ấy, có bây giờ thì hay có cái camera của những cái khu dân cư thì có những cái trường hợp là gì ạ? Tối mang rác qua bên nhà hàng xóm để. Yeah. Nhà hàng xóm thấy thế lại mang qua để lại. Yeah. Cứ hai bên là bỏ qua bỏ lại như nhau thế. Và sau khi mà không ai chịu ai thì bắt đầu lôi ra là chửi nhau. Thì trong cái tình huống vừa rồi thì tôi thấy là cái việc mà xảy ra như thế giữa bà Sáu Chua và bà Ba Tím. Yeah. Đấy, là cái việc mà là hoàn toàn sai trái. Thì theo quy định của pháp luật ấy thì họ phải có trách nhiệm là phân loại, thu gom và để đúng nơi quy định để mà công nhân vệ sinh môi trường họ thu gom đi. Pháp luật nghiêm cấm cái hành vi là xả rác hoặc là để rác không đúng nơi quy định, cụ thể ở trong trường hợp này là để qua nhà hàng xóm. Thưa luật sư, trong câu chuyện thì bà Sáu Chua có nói rằng là sẽ kiện bà Ba Tím về cái hành vi là vứt rác bừa bãi, mang rác qua bên nhà bà đó. Vậy thì nếu như trong trường hợp bà Ba Tím bỏ rác sang của nhà bà Sáu Chua thì theo pháp luật quy định thì có bị xử phạt về cái hành vi xả rác bừa bãi hay không ạ? Với cái hành vi của bà Ba Tím trong câu chuyện vừa rồi thì theo quy định của pháp luật thì bà Tím có thể bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính. Yeah. Cụ thể luật quy định là gì ạ? Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến cái quy định tại luật bảo vệ môi trường, cụ thể là khoản 1 điều 60 có quy định rất cụ thể là hộ gia đình cá nhân
phải thực hiện cái việc thu gom, phân loại và để rác đúng nơi quy định. Cái trường hợp mà cá nhân, hộ gia đình mà xả rác để không đúng nơi quy định hoặc là không phân loại trước khi xả rác ra ngoài môi trường thì sẽ bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính. Thì trong cái câu chuyện vừa rồi, bà Ba Tím có thể bị xem xét xử phạt theo cái quy định tại khoản 4 điều 7 nghị định 144 năm 2021 về lĩnh vực bảo vệ môi trường. Thì cụ thể là tại cái điều khoản này có quy định là mức phạt sẽ là từ 3 triệu đến 5 triệu đồng cho những cái trường hợp mà bỏ rác không đúng nơi quy định. Thì trong trường hợp này rõ ràng là bà Ba Tím mang rác nhà mình lại bỏ qua bên nhà hàng xóm. Tức là bà không thực hiện để đúng nơi quy định. Hai nữa là cái việc này, chính cái hành vi này của bà Ba Tím là cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng là gì, xích mích và mâu thuẫn giữa hai nhà với nhau, giữa hai hàng xóm với nhau. Thì cái câu chuyện này nó sẽ dẫn đến cái việc mà mâu thuẫn và mất tình làng nghĩa xóm, và có thể là sẽ lại tranh chấp mà gây ảnh hưởng đến cả cái khu vực khu dân cư. Do đó là cái hành vi của bà Tím là hoàn toàn sai so với quy định của pháp luật. Và trong câu chuyện thì ông Tám có nhắc đến cái vấn đề là bà Sáu Chua xây dựng hàng rào mà lớn qua con hẻm, mặc dù là rất ít thôi. Vậy thì cái việc mà xây dựng lấn chiếm như thế này của bà Sáu Chua thì có bị xử phạt về vi phạm hành chính không ạ, thưa luật sư? Vâng, thì trong trường hợp này bà Sáu Chua có cái hành vi là xây cái hàng rào lấn chiếm con hẻm. Thì theo quy định tại Nghị định 91 năm 2019 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai ấy, thì có cái quy định cụ thể tại Điều 16 là đối với cái hành vi mà đào bới, xây tường hoặc là làm hàng rào gây cản trở đến hoặc là gây thiệt hại cho việc cho những người sử dụng đất xung quanh thì có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Thì rõ ràng là trong trường hợp này bà Sáu Chua có cái hành vi là xây dựng hàng rào của mình là lấn chiếm để cái lối đi chung, thì do đó là bà sẽ bị xem xét xử phạt cái mức phạt là 5 đến 10 triệu đồng. Bên cạnh đó thì luật còn quy định là cái biện pháp khắc phục hậu quả, tức là bà Sáu Chua phải thực hiện cái việc là tháo dỡ cái hàng rào mà mình đã xây dựng và trả lại nguyên cái hiện trạng ban đầu. Thì đó là cái quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề là xây hàng rào lấn chiếm trong cái hẻm đi lối đi chung. Dạ vâng ạ. Tôi xin chia sẻ như vậy. Dạ, xin cảm ơn những thông tin từ luật sư. Thưa quý vị, hàng xóm láng giềng dù muốn hay không thì cũng phải gặp nhau hàng ngày. Vì vậy mà nên biến mối quan hệ này thành mối quan hệ thân thuộc và tốt đẹp hơn nữa để thực sự là những người thân thiết tối lửa tắt đèn có nhau. Và thưa quý vị, không biết rằng là câu chuyện sẽ được giải quyết như thế nào? Sự xuất hiện của hòa giải viên gỡ rối những vướng mắc này sẽ như thế nào? Hoàng Anh mời quý vị tiếp tục đón theo dõi phần sau của câu chuyện cũng vào khung giờ này tuần sau. Một lần nữa thì xin được cảm ơn luật sư Đỗ Thành Trung đã dành thời gian để kết nối tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.